Như vậy là iOS 17 đã chính thức ra mắt và Admin Kha thì cũng đã có một video nói rất là kỹ về iOS 17 rồi, các bạn có thể xem ngay trên kênh YouTube của mình. Tuy nhiên cái điểm mà mình cảm thấy bất ngờ đấy là iPhone 10 không được lên phiên bản iOS 17. Đây là một cái điểm mà mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Đấy, nhưng mà thực ra thì cũng khó thể tránh khỏi được, bởi vì là cái cấu hình của cái iPhone 10 thì nó cũng chỉ ngang với cả cấu hình của iPhone 8 Plus thôi, và nó cũng chỉ hơn RAM so với cả iPhone 8 thôi. Đấy, như vậy thì rõ ràng là với cái cấu hình của iPhone 8 với cả 8 Plus mà nó đã không đủ để mà lên iOS mới thì cũng không lý do gì iPhone 10 có thể lên được cả. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn về cái chiếc điện thoại iPhone 10, cái chiếc điện thoại mà mình nghĩ là nó đã làm thay đổi cái thiết kế của Apple xuyên suốt cái khoảng thời gian từ khi nó ra mắt cho tới bây giờ. Vậy thì những cái điểm đó là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trungtrần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Những cái đầu tiên của iPhone 10, cái thứ nhất đấy là đây là cái chiếc iPhone đầu tiên có tên gọi là một chữ số La Mã. Đấy, thế thì khi iPhone 10 ra mắt ấy, thì người ta tranh cãi nhau xem là đọc là iPhone X hay là iPhone 10. Đấy, tuy nhiên là chính xác ấy, thì chúng ta phải đọc là iPhone 10, bởi vì là trong cái buổi ra mắt của Apple năm 2007 thì họ có nói là iPhone X. Đấy, là iPhone 10, đúng nào. Còn iPhone X là cái cách đọc của chúng ta theo phiên âm tiếng Việt thôi. Thực ra là với cá nhân mình thì mình thấy là đọc kiểu gì cũng được. Đấy, nhưng mà chính xác ra theo cái cách gọi của Apple thì nó phải là iPhone 10 mới đúng. Đấy, và tại sao Apple lại bỏ qua cái iPhone 9 mà lại lên thẳng iPhone 10 luôn? Bởi vì là đây là cái iPhone kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Đấy, thì sau 10 năm thì Apple nhảy cóc như vậy. Và đến tận bây giờ thì chúng ta chắc chắn là sẽ mãi mãi là không có iPhone 9. Được chưa ạ? iPhone 10 là cái chiếc iPhone đầu tiên có màn hình tai thỏ và nó thay đổi hoàn toàn cái ngôn ngữ thiết kế của Apple, và nó khác biệt so với tất cả những chiếc iPhone trước đó. Các bạn thấy đấy, đến tận bây giờ iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn đang sử dụng màn hình tai thỏ, đúng nào. Như vậy là đã 6 đời iPhone sử dụng màn hình tai thỏ, còn số lượng iPhone sử dụng tai thỏ thì nó quá nhiều. Ví dụ như iPhone 10 này, iPhone 10R, 10S, 10S Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 và 14 Plus. Ôi dồi, 15 cái thì phải. Đấy là mình đang đếm sơ sơ đấy nhá. Đấy, thì thực sự là có quá nhiều những chiếc iPhone đang sử dụng cái màn hình tai thỏ. Và các bạn biết đấy, trước khi mà iPhone 10 ra mắt thì sao ạ? Thì cái điểm nhận diện quá huyền thoại của iPhone là gì? Là cái phím Home ấy. Cái phím Home nó quá huyền thoại. Thế mà Apple vẫn còn đấu tranh để bỏ đi cái phím Home huyền thoại đó, là các bạn biết là như thế nào rồi. Và tất nhiên sau việc bỏ đi cái phím Home huyền thoại đó thì iPhone 10 cũng là cái chiếc iPhone đầu tiên có nhận diện khuôn mặt 3D Face ID. Và đây cũng là cái iPhone theo cái trào lưu thiết kế viền màn hình mỏng. Và sau này thì chỉ có mỗi những cái chiếc iPhone theo kiểu là iPhone SE 2022 với 2020 ấy, thì nó mới có thiết kế viền màn hình dày thôi. Chứ còn những cái iPhone theo kiểu là đời mới thì không bao giờ Apple làm màn hình dày nữa rồi. Đấy, đây là iPhone đầu tiên có viền màn hình siêu mỏng nhá. Đây cũng là iPhone đầu tiên có camera đặt dọc. Trước khi mà iPhone 10 ra mắt ấy, người ta thấy là camera đặt dọc như này, ui trông nó xấu thế này nọ, nhưng cuối cùng là nó vẫn cứ nhìn lâu thì ấy châu hóa bùn, đúng nào. Đây là cái chiếc iPhone đầu tiên có tỷ lệ màn hình dài. Trước đó thì hầu hết là 16:9, nhưng mà đây là cái iPhone tỷ lệ màn hình 19:5:9 là màn hình dài. Nên là cái thời điểm đầu khi mà những cái iPhone này ra mắt cũng như là những chiếc điện thoại Android lúc đấy là nó đổi sang tỷ lệ màn hình 18:9 trở lên ấy, thì nó xuất hiện là rất là nhiều những video ở trên YouTube đang tỷ lệ 16:9 thì tự nhiên có hai cái giải đen ở bên cạnh. Đấy, thì cũng là một cái điểm rất là thú vị. Và đây là chiếc iPhone đầu tiên có màn hình OLED. Và với cái màn hình OLED như thế này thì nó sẽ có độ tương phản rất là cao, độ sáng rất là tốt, ra ngoài trời nắng thì nhìn rất là rõ ràng. Chính vì cái màn hình OLED như này thì Apple cũng gặp phải một cái tình trạng, đấy là lần đầu tiên họ làm màn hình OLED ở trên iPhone 10, nên là có tương đối nhiều nhá. Những chiếc iPhone 10 mà kể cả của bạn bè mình gặp phải là nó bị xảy ra hiện tượng là lỗi màn hình. Đấy. Và cũng giống như cái trường hợp của iPhone 13 Pro với 13 Pro Max, khi mà lần đầu tiên Apple làm màn hình 120Hz nó cũng bị lỗi màn hình. Đấy, nhưng mà cái xác suất của 13 Pro với 13 Pro Max nó nhiều hơn iPhone 10 thì khá là nhiều.
Đấy. Và đây cũng là cái chiếc iPhone đầu tiên mà nó phá vỡ mọi kỷ lục về giá. Và sau này khi chúng ta mua iPhone ấy, thì cứ mặc định là những chiếc iPhone cao cấp là đều trên 30 triệu hết. Trước đó là 7 Plus là không có cái chuyện là giá trên 30 triệu đâu nhá. Thì tầm hai mấy triệu thôi. Nhưng mà bắt đầu từ iPhone 10 trở lên là cái giá bão hòa của nó, nó là tầm 30 triệu. Còn cái chiếc iPhone 10 đầu tiên mà về Việt Nam ấy, thì giá nó là 68 triệu, gần 70 triệu đồng. Đây các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều các trang tin họ đưa đây này. Thực sự là mình thấy là cái thời điểm đó nhá, mà bỏ ra một cái số tiền quá lớn để mua iPhone 10 là cũng là kinh đấy. Đấy. Nhưng mà rất là đáng tiếc, đến thời điểm hiện tại thì iPhone 10 đã không lên được phiên bản iOS 17 nữa rồi. Như vậy thì trong suốt cái vòng đời của mình thì iPhone 10 đã chạy tất cả là 6 phiên bản iOS, là 11, 12, 13, 14, 15, 16, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn cảm thấy tủi thân, các bạn nói ôi dồi ôi, bây giờ iPhone 6S nó chạy được tới tận 8 phiên bản iOS, thì trong khi đó là iPhone 10 mới chỉ chạy được có 6 phiên bản iOS là đã dừng rồi. Thì mình nghĩ là thôi cũng bình thường thôi. Tại sao? Tại vì có một số những trường hợp còn chạy ít phiên bản iOS hơn là iPhone 10 cơ. Ví dụ như là iPhone 6. Đấy, iPhone 6 chỉ chạy được 5 phiên bản iOS thôi. Là 8 này, 9, 10, 11, 12. Đấy, iPhone 6 chỉ thế thôi, bởi vì là iPhone 6 cái RAM của nó chỉ có 1GB thôi. Cho thấy đấy là update là nó hơi chậm. Hay như là cái iPhone 5 ấy thì cũng chỉ có 5 đời thôi, là 6, 7, 8, 9, 10 đấy. Thì mình nghĩ là cũng không có gì phải quá tủi thân cho iPhone 10 cả. Đó, được chưa? 6 đời iOS là quá kinh khủng rồi. Nếu như bây giờ chúng ta dùng phương pháp là đoán tương lai dựa vào iPhone 10 đi, thì có thể là cái điện thoại iPhone 14 Pro Max nó sẽ được cập nhật thêm 5 đời iOS nữa, kiểu như thế. Thì mình nghĩ là thôi cũng được, anh em có thể thông cảm. Được chưa? Không biết ý kiến các bạn như nào, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của các cái sản phẩm iPhone 14 series tại Clickbuy. Clickbuy là một trong những đơn vị mà bán iPhone 14 series giá cực kỳ tốt ở trên thị trường bây giờ rồi. Rồi, ok, tất cả thông tin ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.